Và câu chuyện tiếp theo chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị là một câu chuyện cũng khá đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng đến với Hồng Linh. Em tên là Trần Hồng Linh, năm nay em 22 tuổi và hiện đang là sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, khoa âm nhạc. Em cũng hay tham gia các hoạt động xã hội, thì sau khi một lần tình cờ lướt trên mạng cũng như là biết được thông tin của chú Tư thì đi trên đường cũng rất là may mắn gặp được chú. Sau đó thì hai chú cháu gặp nhau nói chuyện và em rất cảm kích về cái tinh thần cũng như là cái hành động của chú Tư. Tôi tên là Nguyễn Văn Tư, biên danh là Tư Âm, của người lao động. Hồi trước tôi đi chùa chiên nhiều, tôi vô dùng đầu dùng ra, tôi thấy cái cảnh người ta còn nghèo lắm. Trong đầu tôi mới suy nghĩ, bây giờ mình ra mình kiếm gì coi cho sao. Thì chú về chú tìm đi ra thì chú xuống đầu đồng. Chú xuống đầu đồng chú mua ba cái quần áo cũ, quần áo gì đã đem về đây chú đang. Đang ra cái nào còn lạnh lè đang quen cái chú lấy cái xe. Lấy ra một bánh của tôi vô đó. Chú mới đi cho ngang nơi. Rồi sau này cộng đồng lấy vậy. Tại tôi làm những cái chuyện mà mua cho xã hội đó. Cộng đồng mới mua cho tôi quên xe. Kinh tiền. Tôi đau trong đầu tôi suy nghĩ cho mình bây giờ đây câu gì đây. Trong tôi có ba câu. Một là từ tiền, hai là miệng quỷ. Cái ngồi chung nằm suy nghĩ ra. Rồi quần áo cộng đồng là bất cứ ai cũng kiểu gì giàu nghèo thì cũng lo xây được rồi đó. Người ta không bờ ngờ, không bờ ngờ gì hết. Bởi vì mình để cái câu từ tiền ở trong miệng quỷ, mình coi người dân Việt Nam mình còn nghèo lắm. Nó đồng tâm như vậy. Cuộc sống này thì mình cái những cái hoàn cảnh khó khăn, những người mà không có quần áo để mặc, mình cảm thấy rất là thương. Mình cảm thấy là bản thân mình cũng may mắn rất là nhiều. Và càng cảm thấy nể phục hơn khi mà thấy chú Tư, một người đàn ông 82 tuổi vẫn cặm cụi soạn từng áo, từng cái quần làm cho thật là sạch rồi đem gửi tới cho chùa hoặc là bán với giá không đồng. Em cảm giác nó rất là đáng kính trọng luôn. Bởi vì mình đây, mình là tuổi trẻ, mình chưa chắc mình đã làm được như chú. Và đó là lý do tại sao mà em muốn sử dụng những năng lực tuổi trẻ của mình để có thể đem hình ảnh của chú tới mọi người, để mọi người có thể cảm thấy là cái việc mình sống một cách nhân văn, nó không phụ thuộc vào độ tuổi của mình, nó không phụ thuộc là mình làm nghề gì, mình như thế nào trong cuộc sống, mà nó từ xuất phát từ con người. Dù là mình 82 tuổi hay là mình 22 tuổi, miễn là trong lòng mình có một cái sự nhân văn, có đạo đức, có tình người thì mình sẽ làm được những điều giống như chú Tư. Tôi thật sự cảm ơn cô Linh nhiều lắm đã phong tỏa những cái việc làm của tôi cho cộng đồng biết. Tôi thật sự cảm ơn cô Linh. Em sẽ cố gắng để có thể đem được năng lượng tích cực của chú Tư đến với tất cả mọi người trong chương trình cũng như là ngoài xã hội. Cho nên là mọi người hãy ủng hộ em với chú Tư nha. Dù chẳng lối thoát, để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh, dù bóng sáng này khu vườn kia đã nở hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chắp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi khục nhớ lên ngay chốn hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sâu trên trời, mà đâu có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói từng ngày mà tôi tìm mãi những phù dung. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày say nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài.
một đời vì thế nên em tuyệt vời. Thưa quý vị, vừa rồi là thí sinh Hồng Linh với ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi. Đúng là trong cuộc sống của chúng ta đôi khi sẽ có rất là nhiều những điều nhỏ nhoi diễn ra xung quanh. Nhưng mà nếu như chúng ta tìm hiểu, chúng ta biết thì những điều nhỏ nhoi đó nó lại vô cùng có ý nghĩa. Cảm ơn em đã mang đến một cái ca khúc rất là phù hợp và rất là dễ thương cho ngày hôm nay. Và hình như cái nhân vật mà em hát, em nhắc đến em đang muốn dành ước mơ đó chính là chú Tư đang ngồi dưới kia phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ chú Tư ơi, con mời chú Tư lên đây được không ạ? Dạ thưa quý vị, nhân vật chú Nguyễn Văn Tư ở Nhà Bè, 82 tuổi vẫn còn phong độ, ngày ngày lái cái chiếc xe chở quần áo đi khắp muôn nơi. Mà rất là ngạc nhiên với cái độ tuổi này mà sao chú vẫn còn khỏe mạnh đến như vậy luôn. Chú ơi, chú nghe con nói rõ không ạ? Chú nghe. Dạ chú nghe. Mặc dù chú là giao tiếp hơi khó khăn bởi vì chú có vấn đề về thanh quản cho nên là dùng cái máy nói, nhưng mà mình vẫn có thể mình nghe và mình hiểu được những cái thông điệp của chú mang đến. Nhưng mà trước tiên có lẽ là mình tìm hiểu xem tại sao, không biết là chú bị về cái phần thanh quản của mình như thế nào và từ bao giờ đến ngày hôm nay mình phải dùng máy mới giao tiếp được ạ? Bởi vì được là chú vận động đua xe đạp. Chú vận động đua xe đạp. Rồi chú đi ngang thì miệng cọng nó bị con chó, con mèo gì nó chết, nó bốc hơi lên. Dạ, tức là đi ngang cái khu cống mà có con chó hay con mèo gì đó nó chết, nó bốc hơi lên. Bốc hơi lên, bắt đầu chú kia chú ói. Chú ói. Dạ. Ói gì con nói, nó chân đi làm, làm đi về vô, mình đi một khu, nằm mình một năm. Dạ. Bây giờ chú thì chắc có gì lạnh quang, dạ kỳ quang luôn. Bây giờ mang cầu trang ở đây là mang cho vui, đâu chứ chứ đặt cái cầu trang nằm ở đây nè. Dạ, đeo khẩu trang cho vui thôi. Khẩu trang nằm ở đây nè. Nhưng mà mình thấy không, mà cái độ tuổi này mà nhà chú rất là vui tính, rất là hài hước, rất là hài hước, rất là lạc quan. Mà em thấy chú Tư, thứ nhất là em rất là ngạc nhiên là 82 tuổi mà chú rất là khỏe mạnh, lại rất là vui tính, và chú đang làm một cái việc cực kỳ là dễ thương là mang những cái quần áo cũ để đi tặng cho mọi người. Ngày hôm nay là chắc chắn là phải xin số chú Tư á, tại vì bất cứ một cái đồ quần áo nào mình còn dùng được á, có thể gửi chú Tư để nhờ chú Tư đi gửi gắm cho mọi người những ai cần chú Tư ha. Chú nhưng mà cho con hỏi thăm xíu, hồi nãy con thấy trong cái clip á, ban đầu chú cũng suy nghĩ đắn đo cái chữ từ thiện với cái chữ miễn phí, nhưng mà sao chú không chọn cái tên đó, làm cuối cùng chú chọn là cái xe quần áo không đồng ạ? Chú không dùng thì chú từ thiện hay là miễn phí. Vì nếu mà chú dùng ngay chữ đó, chú có người dân Việt Nam chú còn nghèo lắm. Dạ. Đánh ra chú phải đi quần áo từ dọn ra cộng đồng, giàu nghèo gì cũng ra lừa được, không lấy được hết. Vì vậy cái đánh chân của chú á, mình vì mọi người, đừng để mọi người vì mình. Trời đất ơi, dễ thương quá, dễ thương quá chú ơi. Mình vì mọi người chứ đừng để mọi người vì mình. Ban giám khảo thấy thế nào ạ? Trời ơi, chú ơi, con xin đại diện cho ban giám khảo bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến với chú. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Trong những cái chuyến mà chú đi, chú tặng đồ như thế đó, chắc là sẽ có nhiều câu chuyện vui lắm không chú? Chú có thể kể cho mọi người nghe một cái tình huống nào đó mà vui vui mà chú nhớ không ạ? Có cái thì cô đồng cô đi vô cơ quan. Cô vô cơ quan là một mặt quần dài. À chú, cô mặc quần ngắn. Cô quần ngắn. Cô vô cơ quan mà cô mặc quần ngắn. Thì cô bị đuổi ra, rồi mãi chú chạy đời. Rồi ông chụp chung con cho con trên cơ quần. Trời ơi, cháu ơi, cháu lại 10 cái, 20 cái cũng được nữa. Ông còn lại cái. Rồi thì cô chồng này vô. Cô chồng này vô cũng đặt cảm ơn ông kêu con chạy vô. Dạ. Chạy vô cơ quan làm việc. Hào phóng quá ông già ơi. Cô lấy 10 cái, 20 cái cũng được nữa. Chú có bao giờ chú định là mình sẽ giải nghệ không chú? Không bao giờ giải nghệ. Wow. Không quen tâm tâm của chú á. Dạ. Chú làm đến nơi lời vui cùng. Dạ. Cái tinh thần, cái sự lạc quan của bác á, nãy giờ nó cứ lan tỏa rất rất là nhiều và làm cho những người như em hay là những người mà người ta đang có những cái suy nghĩ trong cuộc sống hay là những nỗi buồn gì đó, nhưng mà nhìn vào bác á là có
rất rất nhiều sự lạc quan để mình phải sống. Dù một ngày mình sống, mình làm những việc ý nghĩa như vậy, giống như bác đang làm, đó là một ngày cực kỳ hạnh phúc và tuyệt vời. Thực sự con rất ngưỡng mộ, con rất ngưỡng mộ. Con xem cảm giác như cha mình đang sống là đang đứng trước mặt của mình. Cha con qua 90 tuổi là con cầu mong cho chú sống qua như vậy. Chú nhìn rất là đẹp, bề ngoài chú như vậy, nhìn thấy là bên trong cái trái tim của chú sáng lên một cái gì đó rực rỡ lắm. Con chúc chú sống thật là lâu, nghe con vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng ngưỡng mộ. Và giọng hát của Linh, giọng hát đẹp, giọng cần chỉ cần như thế thôi, nhẹ nhàng, tình cảm. Và nó man mác tình cảm giống như những hành động của chú vậy đó. Nó không đòi hỏi cái gì phải là ghê gớm, nó mạnh mẽ, nhưng mà nó thấm sâu vào trong trái tim con người ta. Chúc mừng nhé. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo và cảm ơn Linh đã đến với Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay để mang đến một chú Tư quá đỗi dễ thương cho tất cả mọi người. Con cũng muốn góp một chút xíu nhỏ cái tình cảm của mình cho cái công việc thiện nguyện mà chú đang làm. Thì cái này chỉ có một ít chút xíu thôi, nhưng mà là con hy vọng là chú sẽ giúp con tiếp tục cái công việc mà chú đang làm, cho đi những điều tốt đẹp nhất. Và con gửi chú 3 triệu. Cảm ơn giám khảo Hòa Tâm. Anh cũng muốn gửi tặng cho chú một suất, đây là 4 triệu đó. Dạ. Để anh lên đi luôn nha. Dạ, em mời anh cũng Đây là quà từ các vị giám khảo dành tặng cho chú Tư ạ. Đây, trời ơi, con thương quá. Đón xem tập 2 Hát Mãi Ước Mơ mùa 4 được phát sóng vào lúc 19h30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2021 trên kênh HTV7.